Rồi bây giờ mình tiếp tục với cái chủ đề UART ạt nhưng mình dùng nhận ở chế độ RAID, dùng hàng bộ nhớ DME ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái project cũ. À, tắt cái này đi. Của mình trước mình nhận bằng ngắt rồi. Tạo ra một cái mục mới. Sửa thành DME. Ok, vô đây mình sẽ sửa lại cái những cái thông số config trong QMIT. Sau đó mình generate code ra. Khi khởi động lên thì nó như vậy. Chọn vô communication UART. Mình tắt cái interrupt này đi. DME nạp vô. Chọn RX ha, nhận ha. Chọn chế độ circle. Về byte là data width là byte ha. Ok, những cái thông số này thì để mặc định 9600 à. Các thông số còn lại thì không thay đổi. Thì như vậy thôi. Ok, hàm đã mở lên. Bây giờ mình phải xử lý như chỗ nào đây ta? Ok, hình như là đi mà để mẹ là không có xài trong cái này, bỏ luôn đi. Xong xử lý không có xài trong quay cái hàm này, ở trong này cũng không xài luôn. Cài luôn. Ok, ở đây mình sẽ nhận là dùng DME ha. DME cái dữ liệu nhận mà sẽ đi nhận nguyên một bảng luôn, thì mình sẽ add cái buffer vô luôn. Rồi. Rồi, cái này là cái để mình coi cái hàm này nó viết cái gì ở đây. Chuyển vô cái hàm cái kiểu dữ liệu và cái size. Ok. Bây giờ cái size size thì mình copy cái này đi. Cái size sửa thành TX, RX ha. Ok, khi mà cái hàm này nó nhận DME nhận rồi thì khi mà nó xảy ra nó đủ dữ liệu của size này nó sẽ xảy ra, nó sẽ xử lý ha. Thì nó xử lý, nó nhảy ở trong đây, nhảy vô cái hàm xử lý. Thì để mà xử lý thì mình sẽ truyền ngược lại cho máy tính để mình đọc được cái dữ liệu nó để nhận là cái gì. Để xài hàm này ha. Ok, truyền ngược lại. Truyền thì mình truyền thẳng cái hàm cái mảng RX luôn, khỏi hàm khỏi truyền cái TX, truyền thẳng luôn. Ok, hình như là xong rồi đó. Nói chung là DME rất là đơn giản. Và ở đây mình do cái mảng của mình là có 10 ký tự nên thì mình sẽ gửi cái dữ liệu 10 ký tự thôi. Ở đây mình đây có cái dữ liệu cũ, mình đi rồi đi. Mình view thử ha. Đối là máy tính cái chip là mình đã phần kit của mình đã kết nối TX-RX rồi ha. Và nối vào cho máy tính
sử dụng combo 4, bao ra là 9600. Mình đã build xong, bây giờ mình sẽ load ha. Ok, load xong. Load xong thì nó sẽ hai cái hàm lên, hai câu lệnh ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ khởi tạo để nhận cái dữ liệu bằng DMA. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ xử lý hàm khi mà DMA xảy ra. Thì khi DMA xảy ra là khi chúng ta sẽ gửi đủ dữ liệu ha. Thì ở đây mình khai báo là 10. Thì ở đây mình có nè. Mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 cộng thêm 2, cái này nó là đủ là 10 ha. Thì nó sẽ gửi đủ dữ liệu, mình sẽ build ha. Thì mình sẽ gửi nè. Đó, thì mình gửi đủ 10 dữ liệu thì nó sẽ tự ngắt và nó tự gửi lại cho mình đủ 10 dữ liệu ha. Còn nếu mà mình để mà nó nhiều hơn á thì nó sẽ bị tràn. Tràn và nó sẽ không có được đúng theo thứ tự của mình. Ví dụ ở đây cũng đúng 10 thứ tự nè. Xin chào nè, đúng nè. Mình nếu mà gửi dư đi hai cái tự nè. 2. Thì mình gửi nè. Đó, mình gửi cái tiếp theo nó sẽ bị tràn ha. Đó. Nó tràn cái nó những cái mẫu của nó bị sai hết. Nó bị tràn hết, mình phải gửi đúng frame. Đúng frame ha. Rồi mình gửi đúng frame này nó luôn luôn đúng ha. Này, xin chào, xin chào. Ok.